vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối tháng này con nay quy y Đức quan Thế Âm Bồ Tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Và Thanh Tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thảy chúng sanh Đều phát Bồ Đề Tân Sanh về cực lạc Nhập Thanh Tịnh Chúng Chống thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia Thời gian ngày 7 tháng 8 năm 2010 Tập 100 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 116 Xem dòng thứ năm từ dưới đếm lên Chúng ta đọc từ chỗ ấy Cụ túc vô lượng hạnh nguyện An trụ nhất thiết công đức Pháp Trung Thượng lưỡng cố sơ tán Chư đại sĩ chi thật đức Vô lượng giả Kỳ đa Kỳ đại Vô pháp xứng lượng Nói không được Cố danh vô lượng Nhiếp đại thừa luận thích dân Bất khả dĩ thí loại đắc tri Thông thường Do thí dụ sẽ có thể biết nhưng ở đây vẫn chẳng có cách nào thí dụ sao cho thích hợp nên gọi là vô lượng vô lượng hạnh nguyện hạnh dị lục độ tứ nhiếp đẳng đại hạnh trong phần trước Chúng tôi đã trình bày rồi Nguyện dị tứ hoàng thệ Giữ thập đại nguyện đẳng thắng nguyện Tứ hoàng thệ nguyện Là tổng nguyện của hết thảy chư Phật Bồ Tát Trong giáo Pháp Đại Thừa chỉ nói bốn câu nhưng bốn câu đã bao gồm toàn bộ vô lượng đại nguyện trong lúc tu nhân của hàng bồ tát nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thề nguyện độ nói theo cách bây giờ Chữ độ này là giúp đỡ Góp sức thành tựu họ Chúng sanh vô lượng vô biên Trong kinh giáo đã nói Phật thị môn trung Bất xả nhất nhân Chắc chắn Phật Bồ Tát Chẳng bỏ qua bất cứ một ai bất cứ chúng sanh nào về sau các vị bồ tát biết hết thảy chúng sanh và chính mình là một thể so với một nhà còn thân thiết hơn một chúng sanh bị khổ chịu nạn há có thể bỏ qua đã là một chúng sanh cũng chẳng bỏ qua hiện thời chúng sanh khổ nạn nhiều ngần ấy vì sao Phật chẳng độ họ? Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Trong kinh đã có giải thích. Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt. Ý nghĩa của ba thứ chẳng sai biệt rất rộng. Chẳng phải chỉ có một ý nghĩa. Cách giải thích thứ nhất là ba điều ấy bình đẳng một mà ba ba mà một chúng sanh phật tâm là một chuyện chẳng phải là ba chuyện mà là một chẳng phải là ba cách giải thích thứ hai là sức của ba thứ ấy bằng nhau nghiệp lực của chúng sanh nguyện lực của chư phật và sức mạnh của tâm là bình đẳng Tâm là thể Phật và chúng sanh đều là tác dụng Một đằng là tác dụng chánh diện Phật là chánh diện Một đằng là tác dụng phản diện Chúng sanh là tác dụng phản diện Sức mạnh bằng nhau Do vậy chúng sanh có cảm Phật bàn quá ứng à, mê yếu mê yếu Tội nghiệp của chúng sanh chẳng tiêu trừ liên liên Sức mạnh của Phật chẳng tăng thêm à, liên liên Sức mạnh của tâm cũng chẳng tăng thêm Tâm Phật chúng sanh à, Nghiệp lực bất thiện của chúng sanh ắt phải tiêu trừ liên, 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 Thì sức mạnh nó. của Phật mới giúp được tâm chẳng có thiện hay ác nó là bản thể nhưng bất luận là chân hay giọng đều là từ thể khởi lên tác dụng Tâm tùy duyên Có thể thuận theo duyên nhiễm hay tịnh Chúng sanh tạo tội nghiệp Nó bàn thuận theo nhiễm duyên Hiện ra lục đạo luân hồi Hiện ra quả báo trong tam đồ Nó tùy duyên Chư Phật Bồ Tát Đoạn ác tu thiện Tích công lụy đức Nó cũng tùy duyên Thế giới qua tạng là tâm tùy duyên Thế giới cực là cũng là tâm tùy duyên Nó có thể thuận theo duyên nhiễm hay tịnh Chưa hề có khởi tâm đồng niệm Vì thế Đức Phật mới nói Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng Chữ tâm tưởng chỉ ý niệm của chúng ta Người hiện thời gọi là tâm thái Nó làm chủ Chủ tể thiên biến dạng hóa Có ý nghĩa như thế đó Do vậy Nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thề nguyện Là bổ nguyện độ chúng sanh Là thật chẳng giả Quả thật Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai phật bồ tát đối với hết thảy chúng sanh bình đẳng nghiệp chưa tiêu trừ bèn giúp kẻ ấy tiêu trừ nghiệp chướng tiêu trừ nghiệp chướng đại chẳng thể miễn cưỡng phải hàn thuận chúng sanh khi nào chúng sanh giác ngộ ngộ có tiểu ngộ và đại ngộ đẳng cấp khác biệt rất nhiều đối với chúng sanh chưa giác ngộ bồ tát luôn dùng thiện xảo phương tiện giúp họ giác ngộ sau khi họ bắt đầu giác ngộ vẫn dùng thiện xảo phương tiện giúp họ nâng cao. Hy vọng họ giác ngộ càng sâu rộng hơn. Mãi cho tới lúc viên mãn. Chúng ta thường gọi viên mãn là thành Phật. Thành Phật là viên mãn đấy là nguyện độ chúng sanh nói đúng ra tứ hoàng thề nguyện thật sự là nói đến một nguyện này ba nguyện sau là để hoàn thành chuyện này ngày nay chúng ta cũng phát nguyện này nguyện đã phát nhưng chẳng có năng lực giúp chúng sanh vì thế ba nguyện sau nhằm thành tựu chính mình quý vị thấy dạy người khác là dạy chính mình trước độ chúng sanh cũng là độ đồng. chính mình trước chưa độ được mình mà có thể độ người chẳng có lẽ ấy kinh phật thường nói chẳng có đạo lý ấy nếu, nếu quý vị muốn giúp người khác nhất định phải thành tựu chính mình trước do vậy điều thứ hai là Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Phải đoạn trừ tập khí phiền não Đoạn trừ là gì? Thành tựu đức hạnh của chính mình Điều này rất trọng yếu Xưa này trong ngoài nước trong sự giáo dục của Thánh Hiền, Đức Hạnh luôn được đặt hàng đầu nếu người nào chẳng có đức hạnh kẻ à, ấy ngu si chút nào càng tốt chút ấy do chẳng tạo tội nghiệp to lớn nếu kẻ ấy thông minh hắn sẽ hại người làm hại rất nhiều vì thế giáo dục phẩm đức được đặt hàng đầu phẩm đức đã thành tựu. Nguyện kế tiếp là Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Đây là nói tới yêu cầu phải có tri thức và trí huệ. Thiếu trí thức, thiếu trí huệ. Chẳng thể giúp mình, mà cũng chẳng thể giúp người. Nguyện cuối cùng trí huệ và học thuật đều phải đạt đến rốt ráo viên mạng quý vị mới có thể phổ độ chúng sanh cho nên nguyện cuối là phật đạo vô thượng thệ nguyện thành thành phật là giống như hiện nay chúng ta đi học đạt được học vị cao nhất là học vị tiến sĩ phật bồ tát a la hán là các danh xưng học vị trong phật môn học vị cao nhất là phật đà học vị hạng hai là bồ tát học vị hạng ba là a la hán a la hán đã giác ngộ tiểu ngộ bồ tát đại ngộ phật là đại triệt đại ngộ chuyện là như thế đó. Chúng ta phải biết kiến thức Phật học thông thường này. Do vậy biết chúng ta phải phát tứ hoàn thể nguyện này vì sao? Nguyện là động lực. Tật khí phiền não của chúng ta rất nặng. Vì sao phải đoạn phiền não? Chẳng phải vì chính mình, mà vì giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Sức mạnh ấy rất lớn. Ta đoạn phiền não sớm một ngày sẽ giúp chúng sanh sớm một ngày. Chúng sanh được lợi ích sớm một ngày chẳng phải vì chính mình. Vì chính mình thì lười biến một chút vẫn chẳng sao. Ta chạm một hai năm hoặc chậm trễ một hai kiếp chẳng sao quý vị thấy chúng sanh khổ nạn nhiều ngần ấy há nỡ lòng nào vì thế đây là động lực đại từ đại bi thúc đẩy nguyện lực thúc đẩy hy vọng chính mình ngay lập tức buông tập khí phiền não xuống sau khi buông xuống Mới có thể thành tựu pháp môn Trí huệ mới có thể thành tựu Nếu chẳng buông tập khí phiền não xuống Mà quản học đa văn Thì những gì quý vị học tập Toàn là tri thức Chẳng phải là trí huệ Trí huệ trí huệ và tri thức khác biệt ở chỗ này trong tri thức chẳng có tập khí phiền não nó sẽ là trí huệ nếu vẫn mang tập khí phiền não thì là tri thức bởi lẽ tri thức chỉ có thể giải quyết vấn đề cục bộ chắc chắn còn có hậu quả trong xã hội hiện thời chúng ta thấy rất rõ ràng có người nói xã hội hiện thời là xã hội tri thức bùng nổ chẳng sai chút nào ai nấy đều đang cầu tri thức nhưng chẳng biết đến luân lý đạo đức cũng có người nói con người hiện thời biết làm việc nhưng chẳng biết làm người lời này có lý không biết hiếu thuận với cha mẹ không biết tôn kính tôn trưởng thậm chí kẻ làm cha mẹ còn trẻ tuổi chẳng biết dạy dỗ con cái ra sao Đấy là, tập ký phiền não chưa đoạn, à, đây就是... áo, xíu, chí, đoạn. À, Trung, Quốc... Trung Quốc từ xưa tới nay, bất luận là, giáo dục gia đình, giáo dục trong nhà trường hay trong xã hội, đều đặt luân lý đạo đức vào vị trí hàng đầu luân lý đạo đức là phiền não vô tận thể nguyện đoạn xếp nó vào vị trí thứ nhất nếu thiếu tri thức chẳng sao biết làm người biết hiếu để trung tính biết lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình kẻ ấy là người tốt chẳng tạo tội nghiệp dẫu kẻ ấy chẳng có cống hiến cho quốc gia xã hội nhưng chẳng gây tổn hại Quý vị nghĩ xem giáo dục rất trọng yếu Sau khi đã có cơ sở ấy Lại cầu tri thức Tri thức là trí huệ Trong Phật Pháp Gọi đoạn sạch tập khí phiền não Là căn bản trí trí huệ của quý vị có căn bản rồi giáo dục luân lý đạo đức nhân quả là căn bản toàn bộ tri thức do cầu được sẽ biến thành trí huệ gọi là hậu đắc trí tác dụng của hậu đắc trí là thiện xảo phương tiện chẳng dùng trí huệ ấy để cầu lợi ích cho chính mình mà dùng để mưu cầu phước lợi cho hết thảy chúng sanh đấy là chuyện tốt đẹp nhưng nếu chưa thành phật đức hạnh và trí huệ quý vị sẽ chưa đạt tới viên mạng chưa đạt tới viên mãn quý vị độ chúng sanh sẽ không viên mãn vì sao quý vị chỉ có thể giúp kẻ có phước huệ thấp hơn quý vị quý vị có thể giúp họ chứ đối với kẻ có phước huệ cao hơn chính mình quý vị sẽ chẳng thể giúp được vì thế phát nguyện muốn thành phật thành phật có thể giúp đẳng giác bồ tát chỉ có thành phật mới có thể giúp họ chưa thành phật không giúp được đẳng giác bồ tát quý vị là đẳng giác bồ tát không thể giúp đẳng giác bồ tát nếu quý vị là thập địa bồ tát thì kể cả thập địa lẫn Đảng giác quý vị đều chẳng giúp được đó là đại ý của tứ hoàng thầy nguyện nhất định phải cầu đạt đến rốt ráo viên mãn người trung quốc nói hoàng mỹ thì hoàng mỹ là chẳng khuyết điểm đạt đến phật đà mới chẳng có khuyết điểm chứ đẳng giác bồ tát vẫn còn thua một bậc giữ thập đại nguyện đẳng Mười đại nguyện đã nói đại lực trong phần trước. Phổ hiền Bồ Tát, thập đại nguyện đẳng. Đẳng là nói tới những thứ khác. Như bốn mươi tám nguyện. Do Ngài Pháp Tạng đã phát trong hội này hoặc các vị Bồ Tát trong khi tu nhân đã phát ra vô lượng vô biên đại nguyện thù thắng. Nguyện dĩ đạo hạnh, hạnh dĩ mãn nguyện. Nguyện nhằm dẫn dắt quý vị tu hành. Nếu chẳng nguyện, quý vị tu hành chẳng thể thành tựu vì sao chẳng có phương hướng thiếu mục tiêu giống như lái thuyền trong biển cả chẳng có phương hướng chẳng có mục tiêu chúng ta biết là rất nguy hiểm không chỉ chẳng đạt được mục đích mà còn gặp nguy hiểm tột cùng bất cứ lúc nào. Thật đấy, chẳng giả đâu. Vì thế, con người chẳng thể không có nguyện. Trong Phật Pháp gọi là nguyện. Tại Trung Quốc, thế tục thường nói đến chí. Người chẳng thể không có chí. Vì thế, chí và nguyện thường được gột chung. Nhà Phật gọi là nguyện. Hết thảy chư Phật Bồ Tát Có chung một nguyện Độ chúng sanh Phổ độ chúng sanh Phổ có nghĩa là bình đẳng Chẳng phân biệt Chẳng chấp trước Mang ý nghĩa bình đẳng Bồ Tát ứng hóa trên thế gian Vì sao? nhằm giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn trong các hành động giúp đỡ có một nguyên tắc bất biến đó là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ điều này rất trọng yếu phật bồ tát Biết tất cả hết thảy khổ nạn và quả báo của chúng sanh căn nguyên của quả báo bất thiện Là do mê mất bổn tánh Mê chứ không giác Đó là cội nguồn chung căn cội của hết thảy khổ nạn và quả báo Phật Bồ Tát giáo học từ chỗ này Nắm vững từ căn bản Thì mới có thể Sinh ra hiệu quả thù thắng Vì thế Cứu khổ cứu nạn Là giúp chúng sanh phá mê Khai ngộ Như vậy là chúng ta hiểu rõ Thổ tài thế Thích Ca Mâu Ni Phật Suốt đời dạy học mỗi ngày đều dạy chẳng gián đoạn. Chỉ cần gặp ngày đều là người có duyên. Gặp một người, ban dạy một người. Gặp hai người, ban dạy hai người. Ngày dạy học chẳng câu nệ thời gian. Cũng chẳng có nơi chỗ nhất định Bất luận chỗ nào Bất luận lúc nào Hãy gặp gỡ ngay bàn dạy Bậc thầy như vậy Xưa nay rất ít thấy người nhiệt tâm dường ấy Vì sao? Ngài biết quan hệ Giữa người khác và chính mình Đó là luân lý nhà Phật Luân lý cũng được dạng đến mức viên mạng Hết thể chúng sanh và ta là một thể Đã là một thể thì gặp người khác Kẻ ấy đã mê Tạo tác bất thiện Há lẽ nào chẳng vậy? không chỉ phải vậy mà còn nhất định phải giúp cho kẻ ấy giác ngộ đó là chẳng bỏ một ai vì thế nguyện trọng yếu vô cùng nguyện chánh xác phương hướng mục tiêu chánh xác thì hạnh của chúng ta chánh đáng Tư tưởng, lời lẽ và hành vi đều chẳng đáng. Tư tưởng, lời lẽ, hành vi bất chánh, nói cách khác. Nguyên nhân là do chí nguyện chẳng lập, chí nguyện chẳng kiên cố. Nên tư tưởng và hành vi của cả ấy trong cuộc sống hàng ngày mới có lệch lạc hạnh nhằm mãn nguyện nhất định phải tu hành thì mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của quý vị chúng ta muốn đoạn phiền não phải học pháp môn phiền não chẳng đoạn học pháp môn bằng cách nào Pháp môn nhất định phải giúp quý vị đoạn phiền não. Vì sao? Trong giai đoạn này, đoạn phiền não là chủ yếu. Phiền não chẳng đoạn, Pháp môn chẳng thể thành tựu. Phương pháp đoạn phiền não và học Pháp môn vô lượng vô biên. Pháp môn vô lượng thị nguyện học. Vô lượng vô biên nhưng để đoạn phiền não chỉ có thể chọn lựa mấy thứ trong vô lượng vô biên pháp môn không thể quá nhiều nhiều quá lại chuốc lấy một đống lớn phiền não không chỉ chẳng đoạn được mà ngược lại phiền não còn tăng trưởng hiện tượng như thế rất phổ biến xưa nay trong ngoài nước đều có chẳng phải là ngoại lệ. Do vậy, đọc tụng Đại Thừa cũng là một pháp môn trong tám dạng bốn ngàn pháp môn. Ta đọc tụng nhằm mục đích nào? Chẳng phải là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Không nhằm mục đích này, mà nhằm giúp ta đoạn phiền não. Phiền phức lớn nhất trong các phiền não Là vọng niệm và vọng tưởng Quý vị thấy đó Niệm trước việc niệm sau sanh Tuyệt đối chẳng thể ngừng dứt Đương nhiên càng chẳng thể đoạn dứt Vọng niệm tơi bời Cả đống ý niệm bất thiện Dùng phương pháp gì? Vô lượng pháp môn Quy nạp lại Chỉ có mấy thứ Trì giới là một phương pháp Tu định là một phương pháp Tá quán là một phương pháp Đó là chỉ quán Niệm Phật là một phương pháp Đọc Kinh cũng là một phương pháp Đọc Kinh phải đọc như thế nào Dùng phương pháp đọc Kinh Để chấm dứt vọng niệm Không đọc Kinh vọng niệm rất nhiều Đọc Kinh nhằm tập trung cái tâm một chỗ chế tâm nhất xứ cũng là nói buông xuống tất cả ý niệm cung kính niệm bộ kinh này như kinh vô lượng thọ tốc độ không nên quá nhanh mà cũng đừng quá chậm phải khiến cho vọng tưởng chẳng xâm nhập nhằm mục tiêu này ta đọc kinh này từ đầu đến cuối một lần Đại khai phải từ một giờ rưỡi đến hai giờ. Đây là quý vị tu hành một tiếng rưỡi hoặc tu hai giờ. Đọc kinh là đoạn phiền não. Nhất định phải hiểu mục tiêu này. Do vậy, sau khi đọc một bộ kinh, dòng niệm cũng chẳng có công phu khá lắm đọc một bộ kinh trong hai tiếng đồng hồ chẳng khởi một dòng niệm công phu tốt đẹp lắm hai tiếng đồng hồ chẳng khởi một dòng niệm nói thông thường phải huấn luyện bao lâu đại khai huấn luyện từ ba năm đến năm năm mới có thể đạt tới trình độ này vì thế Niệm một bộ kinh khởi lên 10 hoặc 20 dòng tưởng là bình thường. Muốn đạt đến mức khởi 2, 3 dòng tưởng, ước chừng phải mất 3 năm công phu. Chẳng có 3 năm công phu sẽ chẳng làm được. Có thể khởi một dòng tưởng, đại khái phải đến 5 năm công phu. Tâm của vị đã định. Định à? Định lâu sẽ khai trí huệ Phương pháp độc tụng là như vậy Độc tụng quyết định không nên nghĩ Trong kinh có ý nghĩa gì Vì quý vị vừa nghĩ tới ý nghĩa Thì ý nghĩa là vọng tưởng vọng tưởng lại xâm nhập rồi Chỉ niệm chẳng có ý nghĩa gì Chỉ niệm chẳng có ý nghĩa gì dùng cách này để dứt vọng tưởng niệm phật tu định trì giới đều dùng phương pháp này mục tiêu tương đồng dụng ý như nhau vì thế phương pháp đọc tụng này đối với phần tử trì thức hữu hiệu nhất nhiều năm qua tôi sử dụng biện pháp này tôi niệm phật không được Niệm Phật suốt ngày cả một dạng tiếng Phật hiệu vẫn cứ khởi vọng tưởng y như cũ. Nhưng xem kinh hoặc đọc kinh thì được. Vì thế đây là do căn tánh của mỗi cá nhân khác nhau. Lúc mới học cũng có thể thử xem. Trì chú, trì giới. Đều có thể thử xem phương pháp nào thích hợp với chính mình, sử dụng rất thuận tiện. Chính mình cũng rất ưa thích, bèn dùng phương pháp ấy. Vì thế, hiện thời mỗi ngày, thông thường vào lúc ít khách, thời gian đọc kinh của tôi sẽ chẳng ít hơn 4 giờ đồng hồ. Dùng phương pháp này để đoạn ý niệm của chính mình. Chọn chẳng nghĩ đến ý nghĩa trong kinh. Hãy nghĩ sẽ là cầu giải. Đó là một pháp môn khác. Hiện thời tôi đọc kinh, mục đích của tôi là nhằm tu định, nhằm ngưng dứt vọng niệm công phu ở chỗ này. Nghiên cứu cầu giải, một mặt nâng cao cảnh giới của chính mình, giúp cho chỉ quán của chính mình. Triết học hiện thời gọi chỉ quán là vũ trụ quan và nhân sinh quan. À, nâng cao cảnh giới của chính mình về phương diện à, ấy mặt khác chúng tôi tháng tháng chia sẻ tâm đắc trong học tập với đại à, chúng cũng giúp cho mọi đáng người đáng có thể đáng liễu đáng lễ. Lễ giải nghĩa lý của kinh sau khi liễu giải, biết chính mình mỗi ngày phải sống như thế nào, đó là tu hành. Tu hành là cuộc sống. Nói cách khác, chúng ta chẳng sống cuộc đời lục đạo luân hồi. Chúng ta ở nơi đây mà sống cuộc đời của Phật Bồ Tát. Có thể đạt tới thanh lương tự tại. Người thế gian gọi cuộc sống ấy là hạnh phúc mỹ mãn. Cuộc sống của Phật Bồ Tát là hạnh phúc mỹ mãn. Nói cách khác, dùng kinh điển để chỉ đạo chúng ta sống như thế nào. Mang ý nghĩa này. Do vậy, hạnh mới có thể mãn nguyện. Dùng một chữ hạnh để bao gồm hành vi sai lầm của chúng ta. Bao gồm tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác, nương theo kinh giáo để uống nắng. Sửa đổi cách nghĩ lầm, thấy trật, nói sai, làm quấy. Đó là tu hành. Tu hành ở chỗ nào? Tu hành trong hết thảy thời, hết thảy chỗ. Thật vậy, tu nơi khởi tâm động niệm đó là cội rễ của hạnh khởi tâm động niệm thiện ngôn hạnh của quý vị chắc chắn là thiện khởi tâm động niệm bất thiện ngôn hạnh đương nhiên sẽ bất thiện căn nguyên của nó là ý niệm vì thế hạnh nhằm mãn nguyện hạnh như túc nguyện như mục Hổ tương y trì Đây là nói về mối tương quan giữa hạnh và nguyện Nguyện lãnh đạo quý vị Chỉ dẫn quý vị phương hướng và mục tiêu chánh xác Quý vị mới có thể đạt đến Cụ túc Trong kinh Phật thường dùng hai chữ này Ở đây giải thích ý nghĩa hai chữ này rất hay viên mãn vô dư nghĩa là viên mãn chẳng khiếm khuyết mảy may nào đó là cụ túc cụ túc có nghĩa là viên mãn hạnh nguyện phẩm dân nghĩa là trong phẩm phổ hiền bồ tát hạnh nguyện có nói văn thử nguyện dương Quý vị nghe mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Đại khái, quý vị cũng có thể hiểu rõ ý nghĩa của mười điều ấy. Đọc, tụng, thư tả đều là công phu. Đối trước kinh điển để niệm đọc, tụng là niệm thuộc lòng. Niệm rất thuộc, không cần xem kinh cũng có thể đọc thuộc lòng Đó là tụng Ngoài đọc tụng ra là biên chép Này chúng ta gọi là mặt tả Nhưng khi viết có thể nhìn vào kinh bổn để chép Thì chúng ta gọi là sao kinh không xem kinh để viết thì gọi là mặt tả. Thư tả là hai loại này. Thị chư nhân đẳng, ư nhất niệm trung, sở hữu hạnh nguyện, giai đắc thành tựu. Quý vị hãy suy nghĩ mấy câu này. Nếu chúng ta chẳng nhất tâm xưng niệm, sẽ chẳng có hiệu quả ấy. Kinh Di Giáo nói, chế tâm nhất xứ. Nhất tâm xứng niệm và chế tâm nhất xứ có cùng một ý nghĩa. Người trong thế gian chúng ta nói là chuyên tâm. Khi tụ niệm công khóa, khi tu hành, tâm vô nhị niệm. À 在自己心中, Kinh văn hiển hiện, hiện rõ ràng bạc minh bạch trong tâm của chính mình. À trong khi ấy, mười nguyện này nguyện nào cũng đều trọn đủ đều được thành tựu trong một nguyện viên mãn chính nguyện khác nguyện nào cũng là như thế quý vị thấy mười nguyện biến thành một trăm nguyện Do vậy, mỗi đời trong ba đời, đem phối hợp với ba đời quá khứ hiện tại dị lai, lại thành cửu thế. Cửu thế là nói theo thời gian. Tức là đời quá khứ của quá khứ, đời hiện tại của quá khứ, đời dị lai của quá khứ đời quá khứ của hiện tại đời hiện tại của hiện tại đời dị lai của hiện tại đời dị lai của dị lai đời hiện tại của dị lai đời quá khứ của dị lai quý vị chia ra như vậy cửu thế cộng với tam thế ban đầu sẽ thành thập thế mỗi thế có mười nguyện nên mười nguyện sẽ biến thành một ngàn nguyện do lý do đó Mười điều thiện của Bồ Tát có thể lần lượt biến thành tám dạng bốn ngàn tế hành do từ chỗ này mở rộng ra. Mười nguyện phổ hiện đương nhiên cũng là tám dạng bốn ngàn tế hành. Lại mở rộng ra, đúng là vô lượng vô biên, vô số vô tận. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đây là câu nói tổng kết trong kinh Hoa Nghiêm. Đều ở trong một niệm tâm Niệm niệm như vậy Chẳng thể nghĩ bàn Thử chánh hiển tùng quả hướng nhân Dĩ di đà chi thiện xảo phương tiện gia trì hồi hướng Thành tựu vô lượng siêu Xuất thập địa chư thánh chi hạnh nguyện, à, đoạn kinh gian ngắn này trong phẩm hạnh nguyện à, si cho thấy Như lai từ quả hướng đến nhân, Phổ Hiền Bồ Tát đã chứng đắc quả vị rốt ráo thuộc địa vị dị diệu giác dạ. thể hiện thân phận đảng giác bồ tát trong hội quan nghiêm đảng giác bồ tát là nhân vị dị, diệu giác dạ là quả vị nói cách khác chúng sanh quá cảm Tự tánh thường tịch quan có ứng Tướng của ứng thân ấy là đẳng giác Bồ Tát Đó là từ quả hướng đến nhân Người qua gọi chuyện này là Thả chiếc bè từ Ngài quay lại, dần dần tiến lên cao hơn. Nay Ngài lui lại, lui lại để giúp đỡ chúng sanh. Nếu Ngài không lui xuống, cứ trụ trong địa vị ấy, chúng ta sẽ không thể tiến lên. Ngài đến đi tự do, chúng ta chẳng tự do. Nên Ngài cần phải lui xuống giúp đỡ chúng ta. Giúp bằng cách nào? Quý vị thấy Phổ Hiền Bồ Tát dùng thiện xảo phương tiện của Phật Di Đà để gia trì. Hồi hướng thả chiếc bè từ, vẫn xin A Di Đà Phật dùng thiện xảo phương tiện nơi bổ nguyện, gồm 48 nguyện để gia trì hồi hướng. Đây là biểu diễn cho chúng ta thấy chúng ta trông thấy hiểu rõ có nên nương tựa a di đà phật hay không đã chứng đắc địa vị diệu giác quay trở lại thị hiện như vậy chẳng có gì khác chỉ nhằm khuyến cáo chúng ta nhất định phải nương cậy a di đà phật a di đà phật ở chỗ nào một bộ kinh này là a di đà phật phải hiểu điều này chúng ta mỗi ngày cúng dường tượng a di đà phật mỗi ngày đốt hương dập đầu lạy lục cầu ngài phù hộ đó là mê tín như vậy là có lỗi với a di đà phật coi a di đà phật như thần tiên sai lầm rồi Thờ hình tượng nhằm ý nghĩa gì? Thờ tượng để nhắc nhở chúng ta thường nghĩ đến kinh vô lượng thọ. Giáo quấn của A-di-đà Phật dành cho chúng ta hoàn toàn ở trong bộ kinh điển này. Nghe danh hiệu, liền nghĩ đến kinh điển. Thấy hình tượng cũng phải nghĩ đến kinh điển. Tác dụng ở chỗ này, thời thời khắc khắc, dùng hình tượng để nhắc nhở chúng ta dạy chúng ta niệm niệm chớ quên người học phật thờ hình tượng phật bồ tát là do ý nghĩa ấy phải biết điều này nếu không sẽ là làm chuyện mê tín vì sao người học phật chúng ta thờ hình tượng phật nhiều như thế Tánh đức của chúng ta vô lượng vô biên nếu chỉ dùng một danh hiệu một hình tượng sẽ chẳng có cách nào hiển thị tánh đức viên mãn của chúng ta do vậy a di đà phật đại diện kinh vô lượng thọ Quán Thế Âm Bồ Tát Đại diện Phẩm Phổ Môn Phổ Hiền Bồ Tát Đại diện Phẩm Hạnh Nguyện Văn Thù Bồ Tát Đại diện Kinh Bát Nhã Địa Tạng Bồ Tát Đại diện Kinh Bổn Nguyện Chúng ta trông thấy hình tượng các ngài bè nghĩ đến giáo quấn trong các bộ kinh điển ấy. Các kinh điển ấy dạy gì? Kinh vô lượng thọ biểu thị đại viên mãn. Quán âm Bồ Tát biểu thị từ bi. Nghe các danh hiệu ấy, thấy các hình tượng ấy, phải nghĩ ta nên giống hệt như quán âm Bồ Tát, dùng tâm đại từ đại bi đối đại hết thể chúng sanh. Mang ý nghĩa này chớ nên hiểu sai địa tạng bồ tát biểu thị hiếu thuận cha mẹ tôn kính sư trưởng đây là căn bản của giáo học giáo dục của thánh hiền thế gian và xuất thế gian sanh ra từ đâu sanh từ hiếu thảo cha mẹ và tôn trọng thầy vì thế danh hiệu của bồ tát là địa tạng địa là đại địa tạng là kho báu này quý vị thấy người ta thăm dò đại địa để tìm khoáng sản địa ở đây là nói tới tâm địa kho báu trong tâm địa là vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hào dùng phương pháp gì để khai thác Dùng hai phương pháp là hiếu thảo cha mẹ và tôn trọng thầy để khai thác kho báo trong tự tánh. Dùng ý nghĩa này. Nghe danh hiệu thấy hình tượng, bèn lập tức nghĩ đến hiếu thân tôn sư. Quý vị thấy tánh đức thường thấu lộ ra ngoài đó là chuyện tốt gian thù bồ tát biểu thị trí huệ phổ hiền bồ tát biểu thị thật sự làm dùng danh từ này cho dễ hiểu phổ hiền bồ tát là thật sự làm khai phát tánh đức trong tự tánh đặt ra những thứ ý những nghệ thuật phẩm ý đều là thiện xảo phương tiện trong nhà phật chẳng có chút xíu mê tín nào. Do vậy, thật sự hiểu, đã hiểu rõ ràng, chúng ta sẽ bội phục Phật Pháp năm dốc sát đất. Đó gọi là gì? Nghệ thuật quá giáo học. Nghệ thuật quá là trong thời cận đại, từ sau đệ nhì thế chiến, trong xã hội chúng ta nghe nói đến danh từ nghệ thuật quá rất nhiều. Thứ gì cũng đều nhấn mạnh nghệ thuật. Ngay cả chiến tranh cũng nhấn mạnh nghệ thuật. Chánh trị cũng là nghệ thuật. Công thương cũng là nghệ thuật. Đều nhấn mạnh nghệ thuật quá. Từ ba 000 năm trước, Phật đã thực hiện nghệ thuật quá. Thấy đều tiến nhập nghệ thuật quá giáo học. Chúng ta chẳng thấy không bội phục. Ba ngàn năm sau, con người mới nghĩ tới, mới theo đuổi nghệ thuật. Do vậy, trong Phật Pháp hết sức coi trọng điều khác, hội họa, âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc. Thứ gì cũng đều nhằm biểu thị Pháp Thứ gì cũng đều là giáo học Quý vị thật sự thấu hiểu Chẳng cần nói câu nào Bước vào chùa miếu Quý vị cũng thu được một bài học rất phong phú, rất viên mãn Những điều này đều nhằm nói về thiện xảo phương tiện Gia trì hồi hướng Tất cả hết thảy đều là gia trị Cuối cùng nói Phổ giai hồi hướng tâm lượng của chúng ta đã khôi phục bình thường. tâm lượng bình thường là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. người hoa thường nói lượng to phước lớn. Đức Phật bảo chúng ta tâm lượng của mỗi cá nhân chúng ta vốn còn to hơn hư không pháp giới. quý vị vốn sẵn là như vậy này chúng ta phải tìm lại cái vốn có phải tìm lại tự tánh hồi hướng là đạt tới viên mãn tìm lại nó một cách viên mãn cách luyện tập trong lúc thường ngày là như thế nào phải luyện tập ngay trong hiện tại hiện thời tâm lượng rất nhỏ phải vận dụng trong thường nhật khởi tâm đồng niệm đừng nghĩ vì chính mình hãy thường nghĩ vì chúng sanh tâm lượng bèn rộng mở thật vậy trí huệ hiện tiền phước báo cũng to lớn niệm niệm nghĩ vì chính mình Buồn bán mong phát tài Niệm niệm mong mình phát tài Tiền của sẽ có hạn Vì sao? Trong mạng đã định sẵn Quý vị chẳng có cách nào vượt qua hạn mức đã định sẵn ý Nhưng nếu chuyển biến ý niệm Ta phát tài chẳng vì chính mình Mà phát tài nhằm giúp hết thầy chúng sanh khổ nạn Tuyệt lắm Đây chẳng còn là tài vật trong mạng của quý vị nữa vì sao tánh đức tỏ lộ của cải sẽ vô lượng vô biên vì sao tất cả chúng sanh khổ nạn đều hưởng phước của quý vị đó là thật vào hai ngàn năm trăm năm trước nhằm thời đại xuân thu tức là nhằm thời đại Ngô diệt thời xuân thu Quý vị thấy phạm lại buôn bán chẳng gì chính mình Rất nhanh, mấy năm đã phát tài to Sau khi phát tài, thấy người ta nghèo cùng khổ sở Đều giúp đỡ, tán tài Chia cho mọi người, khiến cho mọi người có thể sống qua ngày Chính mình lại từ cái vốn nhỏ nhoi để bắt đầu buôn bán Trong mạng cũng có Hơn nữa lại làm chuyện tốt đẹp to tác dường ý Ông ta thật sự có thể phát tài Phát tài là vì có đại đạo bổ thí mà Từ món tiền vốn nhỏ để bắt đầu buôn bán Chưa đầy 2-3 năm lại phát tài Phát tài nhiều hơn lần trước Lập tức chia hết của cải Sau khi chia sạch lại làm từ đầu Rất tuyệt Ba lần tụ tài Ba lần tán tài Nên sau này người qua thờ ông ta làm tài thần Người qua thờ ai làm tài thần? Phạm Lãi Điều này rất có lý Ông ta là một vị thương nhân Bồ Tát Vậy quý vị kinh doanh Buôn bán như thế nào? Chẳng vì chính mình mà vì chúng sanh Bản thân quý vị tu phước Đời đời kiếp kiếp hưởng chẳng hết Quý vị thấy quý vị đã cứu vớt bao nhiêu người Quý vị bố thí, thí ân Trong tương lai con cháu trong nhà quý vị Ai nấy đều là con hiếu Cháu hiện vì sao Chúng nó đến báo ân Chẳng đến báo oán Chẳng đến đòi nợ Phạm lại nêu gương cho chúng ta thấy Đặc biệt là trong thế giới hiện đại, hết thảy nhấn mạnh khoa học. Khoa học đòi hỏi chứng cứ. Chúng ta cũng phải nêu gương. Tán tài chẳng thua thiệt. Tán tài là chiếm đại tiện nghi, nhưng chẳng ai biết chuyện này. Đến hồi hướng mới thật sự là viên mãn. Do vậy, người ấy thành tựu vô lượng hạnh nguyện vượt trỗi chư thánh thuộc thập địa. Người ấy thực hiện triệt để viên mãn. Những vị Bồ Tát ấy học theo A Di Đà Phật. A Di Đà Phật kiến lập Tây phương Cực Lạc thế giới để làm gì? Chẳng gì chính mình Chẳng dính vào tiếng tâm Lời dưỡng cho chính mình Mà nhằm giúp lục đạo chúng sanh Trong hết thảy các cõi Phật Khắp Pháp giới hư không giới Tiếp dẫn họ đến thế giới cực lạc Tạo ra một đạo tràng thích hợp nhất để tu hành thành tựu trong thế giới cực lạc, hoan nghênh họ đến đó, chẳng đòi hỏi điều kiện rất cao, mà là điều kiện rất đơn giản. Quý vị thật sự là thiện nam tử, thiện nữ nhân, cũng tức là quý vị có thể làm được thập thiện nghiệp đạo, tin tưởng pháp môn này bằng lòng giảng sanh ngài sẽ đến tiếp dẫn quý vị điều kiện căn bản để giảng sanh là tín nguyện trì danh quý vị thấy đơn giản lắm nhưng chúng ta chớ nên quên đừng sơ sót một điều kiện trọng yếu như thích ca mâu ni phật đã giới thiệu chẳng thể do chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về quài ấy câu này trọng yếu lắm Quý vị có tính, có nguyện, có hạnh Đến cuối cùng quý vị chẳng thể giảng sanh Bàn trách Phật lừa ta Phật chẳng lừa quý vị Phật đã nói rất rõ ràng Quý vị ít thiện căn phước đức nhân duyên Sẽ chẳng thể đến đó Đến đó nhất định phải là người nhiều thiện căn Thiện căn là gì? Thiện căn là tính nguyện Quý vị thật sự tin tưởng Nguyện thiết tha đó là thiện khác. phước đức là gì phước đức là thật sự làm ta thật sự thực hiện thập thiện nghiệp đạo vì nơi ấy toàn là chư thượng thiện nhân cùng nhóm họp một chỗ tiêu chuẩn của thiện là mười thiện nghiệp không sát sanh không trộm cắp không tà dâm, không nói dối, không nói đôi chiều, không nói theo dệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Làm được điều kiện này, dài phần là được rồi. Làm viên mãn cả 10 điều kiện sẽ thành Phật. Chúng ta có thể làm đến 100% thì được rồi. Nắm chắc giảng sanh cực lạc thế giới. do vậy mười nguyện ấy chẳng thể không tu cách tu mười nguyện ấy ra sao tôi đã nói rất nhiều lần thực hiện đệ tử quy và cảm ứng thiên chính là tu thập thiện nghiệp đạo vì thập thiện nghiệp đạo chỉ đề ra cương lãnh chẳng nói chi tiết cảm ứng thiên và đệ tử quy là hạng một chi tiết còn 10 điều trong thập thiện nghiệp đạo là tổng cương lạnh. Quý vị thực hiện hai thứ ấy thì đệ tử quy đã làm được, thập thiện nghiệp đạo cũng làm được. Quý vị là chư thượng thiện nhân. Tuy là tiểu thiện, khi giảng sanh A Di Đà Phật trước hết dùng Phật quang chiếu gọi quý vị. Phật quang vừa chiếu, tiểu thiện sẽ biến thành đại thiện, nâng cao lên. Đó là Phật lực gia trì Phật lực gia trì là tương đối Nghĩa là quý vị có bao nhiêu à, Ngài tăng thêm bấy nhiêu à, Chúng ta tu nhiều Ngài sẽ tăng thêm nhiều Chứ nên không hiểu đạo lý này Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp An trụ nhất thiết công đức Pháp Trung Nhất thiết công đức Pháp Chỉ Phật quả Chi vô tận công đức Chúng ta thường nói Viên mãn xứng tánh Là hết thảy công đức Đây là Thật vậy Cũng chẳng có gì hiếm lạ Vì sao? vốn trọn đủ trong tự tánh Hết thảy chúng sanh ai nấy đều có phần Chẳng phải là nói Phật có Còn chúng ta chẳng có Chúng ta có Là có như thế nào? Tuy có nhưng hiện thời bị chướng ngại Tuy có nhưng không lấy ra được ví như quý vị có tài sản ức dạng đều để trong ngân hàng Cất trong ấy hiện thời quý vị ở bên ngoài muốn ăn một bữa cơm túi không có tiền vẫn phải tạm thời làm lụng một chút người ta mới cho quý vị ăn một bữa chẳng phải là quý vị không có nhưng hiện thời chẳng lấy ra được có chướng ngại đạo lý là như vậy đó phật và pháp thân bồ tát chẳng có chướng ngại vì thế đối với tánh đức viên mãn có thể tự tại khởi tác dụng đối với vô lượng trí huệ vô lượng thần thân có thể tự tại khởi tác dụng Đạo lý như vậy đó Đức Phật đã nói rất rõ ràng Nếu chúng ta diệt trừ chướng ngại Chướng ngại của chúng ta chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Chướng ngại chia thành ba loại lớn ý Mỗi loại đều là vô lượng vô biên Gồm ba loại lớn ấy. Đức Phật nói rất rõ ràng Hoàn toàn diệt trừ ba loại lớn ấy Quý vị sẽ thành Phật Chẳng khác gì A-di-đà Phật Trí huệ và đức tướng trong tự tánh Sẽ hiện tiền viên mãn Chưa có năng lực diệt trừ hoàn toàn Thì trừ từng phần Có tất cả ba phần Trong ba phần diệt trừ một phần đã khởi tác dụng rồi. À, trừ từ bên ngoài, tức là trước hết hãy trừ từ bên, bên ngoài. Phần ở bên trong chính là chấp trước. Nếu là thật sự đoạn trừ, chúng ta buông chấp trước xuống, chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Quý vị chứng quả a la, hết thảy công đức trong tự tánh thấu lộ một phần ba. Một phần ba đã là thần thông rộng lớn rồi Người qua đọc Tây Du Ký rất nhiều Biết tu ngộ không Thần thông quảng đại Nhưng A-la-hán vượt trỗi tu ngộ không Chẳng phải chỉ là một dạng lần Tu ngộ không chẳng thể sánh bằng A-la-hán Quý vị biết đó là vì năng lực khôi phục Thần thông khôi phục <laughs> Nếu lại khử thêm một phần Tức là lại trừ khử phần phân biệt Đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian chẳng còn phân biệt Chứ gì phải biết Không chấp trước sẽ đắc tâm thanh tịnh Tựa đề kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác Chẳng chấp trước tâm thanh tịnh hiện tiền Đó là A-la-hán à à. Chẳng phân biệt Tâm bình đẳng hiện tiền Bồ Tát chẳng phân biệt A-la-hán à, còn có phân biệt Ngài chẳng có chấp trước Nhưng có phân biệt Đối với phân biệt Bồ Tát cũng chẳng có Tánh đức trong tự tánh thấu lộ 2 phần 3 Cuối cùng Là đại triệt đại ngộ đó là giác Thanh tịnh bình đẳng giác Sự giác ấy là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Hoàn toàn chẳng có chướng ngại Tánh đức trong tự tánh thấu lộ toàn bộ Ở đây nói đến vô tận công đức Phật quả có công đức vô tận Đó là viên mạng xứng tánh Thanh tịnh bình đẳng giác Đều đã đạt được Nếu chẳng giải thích như vậy Chỉ nói Hết thể các pháp công đức Thì thanh văn, duyên giác Bồ Tát, Phật Đều có thể nói là các ngài trọn đủ hết thảy các pháp công đức Phía sau thêm vào một câu Nói rõ là công đức vô tận nơi Phật quả Như vậy là không phải là nói tới quả gì Thanh văn duyên giá Bồ Tát Chẳng nói tới các địa vị ấy Mà nói tới quả địa như Lai Thật sự chứng đắc viên mạng Thanh tịnh bình đẳng giác thì mới là cảnh giới đó. Đây là nói người giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới đều an trụ trong hết thảy các pháp công đức. À, Nhằm cổ vũ, khích lệ chúng ta cầu sanh thế giới cực lạc. Chúng ta giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới trong cõi phàm thánh đồng cư. Nói thật ra, sự hưởng thụ của chúng ta nhiều nhất là bằng thanh văn. Chưa viên mãn. Nhưng thế giới ấy là thế giới đặc thù. Chẳng giống những thế giới khác. Trong nguyện thứ 20, a di Đà Phật đã nói hãy ai sanh về Tây Phương cực lạc thế giới đều là a di Diệt Trí Bồ Tát. Câu này rất trọng yếu. Trong các cõi Phật khắp mười phương chẳng có điều này. Chỉ riêng thế giới cực lạc là có. Do bổ nguyện và oai thần của a di đà Phật gia trị. Quý vị đến Tây Phương cực lạc thế giới, tùy chưa đoạn phiền não, nhưng trí huệ thần thông và đạo lực của quý vị bằng với A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát là gì? Là Phật. Hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Đến bên kia được đãi ngộ được hưởng thụ sự đãi ngộ nơi phật quả tìm đâu ra điều này cũng có thể nói là quý vị đến thế giới cực lạc Ban thành phật sự thành phật ấy chẳng phải là thật sự thành phật mà do a di đà phật gia trì quý vị loại đãi ngộ ấy do a di đà phật ban cho quý vị chẳng do chính bản thân quý vị đạt được chính mình vẫn còn phải tu không thật sự đạt đến Bất qua chính mình tu sẽ rất dễ dàng Lại còn rút ngắn thời gian với một mức độ to lớn Quý vị thấy đó Tu hành trong thế giới xa bà này phải mất vô lượng kiếp Trụ trong vô lượng kiếp Đến thế giới cực lạc tu hành Chúng ta nói về quả vị thấp nhất Là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư Tu hành trong thế giới cực lạc Tu đến mức an trụ trong hết thầy các pháp công đức Phải mất thời gian bao lâu? mười hai kiếp quý vị thấy vô lượng kiếp lập tức rút ngắn thành mười hai kiếp đối với hoàn cảnh học tập tốt đẹp thuận tiện ý. quý vị có nên đến đó hay không khắp pháp giới hư không giới chẳng thể tìm đâu ra một nơi nào giống như vậy chỉ có một chỗ gương mẫu như thế hết sức đáng quý mười phương hết thể chư phật bồ tát đều tán thán đều khuyên dạy chúng ta phải sanh về đó nhưng chúng ta vẫn chẳng muốn sanh về quý vị nói xem nghiệp chướng của cái vị nặng nề lắm thay bao nhiêu vị bồ tát mong tưởng đến đó mà chẳng có duyên phận chẳng gặp gỡ duyên phận này do duyên phận này chúng ta được gặp gỡ nhưng chẳng mong sanh về. Đúng là làm là quá đổi. Đó là pháp môn rút ráo viên mãn thành tựu trong một đời. Nhân dương kinh sớ dân, thí vật danh công, Công ở đây là công đức Hai chữ công đức giải thích ra sao Ở đây có nói Quy kỵ viết đức Do vậy công đức và phước đức khác nhau Ngang dạng phần Đừng coi tu phước là công đức Nếu vậy quý vị đã hoàn toàn sai lầm mất rồi Công là thí vật Ở đây là vật Chẳng nói thí cho người Mà nói thí vật Nếu nói là người Thì trong 10 pháp giới chỉ có nhân đạo Ngài nói vật bao gồm toàn bộ 10 pháp giới trong Ý Đối với những kẻ ngang dài dế chúng ta Thì nói là bố thí Đối với những bậc cao hơn chúng ta như chư thiên Thì gọi là cúng dường Cúng dường cũng là bố thí Nhưng nói cúng dường Thì danh xưng tôn kính hơn một chút Trên là cúng chư Phật Bồ Tát Chư Thiên Thiện Thần dưới là cúng cựu với chúng sanh Đều gọi chúng là vật Trong chữ vật này có hai ý nghĩa Một là đối tượng bố thí của chúng ta Này chúng ta nói là hết thảy người và vật Thứ hai là nội dung bố thí Có tài bố thí có pháp bố thí và vô ý bố thí. Chúng ta dùng ba thứ này để bố thí hay cúng dường trên là đến thiên thần. Dưới là chúng sanh trong địa ngục. Tâm lượng ấy lớn lắm. Các nhà khoa học hiện thời Nói đến các chiều không gian khác nhau Chúng ta thường gọi chúng là mười pháp giới Tức các chiều không gian khác nhau Trong các chiều không gian khác nhau đều có sinh vật Bao gồm lục đạo chúng sanh chưa khai ngộ hoặc là chúng sanh thuộc bốn thánh pháp giới tuy đã khai ngộ nhưng chưa viên mãn họ đều là đối tượng để chúng ta bố thí hay cúng dường đó là tu công Quý vị tu công nhất định được lợi ích Lợi ích gì vậy? Quy về chính mình là đức. Quý vị thí tài bèn được của cải. Thưa quý vị, càng thí sẽ càng nhiều. Năm 1999, tôi ở Tân Gia Ba đề nghị với cư sĩ lý mộc nguyên khi ấy ông ta làm tổng vụ của cư sĩ lâm lâm trưởng là ông trần quang biệt nhưng ông lý giống như chấp hành đóng sự hết thể mọi việc trong cư sĩ lâm đều do ông ta quản trị tôi khuyên ông ta nên thí thực tức là cho người khác ăn cơm cách làm ra sao cho mọi người đến cư sĩ lâm ăn cơm miễn phí chẳng phân biệt là tôn giáo nào kẻ ấy có tin tưởng tôn giáo hay không chẳng quan trọng chỉ cần đến ăn cơm chúng tôi đều quan nghênh, quan nghênh kẻ ấy đến ăn cơm lại còn ăn cơm không gián đoạn ăn theo lối buffet Đến ăn lúc nào cũng được. Suốt ngày đêm 24 tiếng đồng hồ chẳng gián đoạn. Ban đêm vẫn mở cửa. Ban đêm thì có bánh bao không nhân, bánh mì, điểm tâm, cháo, thức ăn lót dạ, nước trà. 24 giờ chẳng gián đoạn. Ước chừng mỗi ngày có hơn 1.000 người đến cư sĩ Lam ăn cơm. Cuối tuần hoặc ngày lễ cả ba bốn ngàn người vô cùng náo nhiệt khi đó cư sĩ lâm thâu nhập vẫn còn khá lắm chúng tôi thực hiện cách ấy làm chưa đến một tháng cư sĩ lâm chẳng cần phải bỏ ra đồng nào để mua sắm vì sao người tân gia ba đều biết tới những đệ tử phật môn mỗi ngày đem gạo đến biếu dầu cũng biếu cho rau dưa đưa đến biếu thứ gì cũng chẳng phải mua biếu tặng nhiều quá người ăn được quá ít mỗi ngày mấy ngàn người mà vẫn ăn quá ít những thứ ấy chẳng thể giữ được giữ lại chúng sẽ hư mất đặc biệt là rau dưa làm thế nào đây cư sĩ lâm tìm hai xe chở hàng nhỏ Mỗi ngày đưa đi bố thí Biếu tặng bên ngoài Đưa đến đâu Các tôn giáo khác Họ có diện dưỡng lão Cô nhi viện, trường học Thấy đều đem tặng hết Tất cả các tôn giáo chúng tôi đều bố thí Bố thí hết cả Càng thí càng nhiều Do vậy những tôn giáo y cũng rất thân thiết với chúng tôi Đến cư sĩ Lâm ăn cơm có chẳng ít món ăn. Quầy phê của chúng tôi có từ 15 đến 20 món ăn. Mỗi ngày đều là như vậy. Đều là mới nấu nóng hổi. Ông Hoàng Kim Quy là tổng thống Tân Gia Ba xưa kia. Có một hôm đến cư sĩ Lâm dùng cơm. Chúng tôi cùng ăn chung. Ông ta nói với ông Lý Mộc Nguyên, các vị thật sự giỏi quá. Trong nhà tôi thức ăn chỉ có 5 món, quý vị có đến hai mươi mấy món. Do ông ta đến thăm nên hôm đó đặc biệt tăng thêm thức ăn, nấu thêm mấy món nữa. Quá phong phú, quý vị lấy tiền từ đâu ra? Khi các tu sĩ hoặc tín đồ, các tôn giáo đến đây ăn cơm cũng đều hỏi như vậy. Thấy có nhiều người ngần ấy, quý vị lấy tiền từ đâu ra? Ông Lý Mộc Nguyên nói, chúng tôi có ông chủ làm hậu thuận. Họ hỏi, ông chủ là ai? A-di-đà Phật Chứng minh Đức Phật nói chẳng sai Càng thí càng nhiều Thứ gì cũng có Chẳng phải bận lòng chút nào Hiện thời quý vị thấy trong nước Cư sĩ Tề Tối Bình Ở núi Đông Thiên Mục Chỗ bà ta là núi hoang Chẳng có gì cả Phá tâm bố thí Mười mấy năm qua Càng thí càng nhiều Đúng như trong Phật môn đã nói Trong cửa nhà Phật Có cầu ác ứng Quý vị phải hiểu rõ đạo lý Và chân tướng sự thật này Quý vị đã hiểu rõ Sẽ yên tâm lớn mật bố thí Chẳng sợ hãi Quý vị hiểu đây là phước huệ chân thật Do bố thí mà có Tài bố thí được của cải phá bố thí được thông minh, trí huệ Vô ý bố thí được khỏe mạnh, sống lâu Quý vị thấy ba điều này Có ai chẳng mong muốn Của cải do đâu mà có trong mạng có của cải Là do trong đời quá khứ Quý vị đã tu tài bổ thí Không phải trời già quyết định Cũng chẳng phải do Phật Bồ Tát ban cho Ông tu ông đắc Bà tu bà đắc Không tu không đắc một người là như thế một gia đình là như thế một nước cũng là như thế nếu người lãnh đạo nước mỹ hiểu đạo lý này cần gì phải phát động chiến tranh chẳng cần quý vị vẫn là hữu cầu tất ứng hơn nữa phát động chiến tranh sẽ cái được chẳng bù nổi cái mất Trung Đông nảy sanh chiến tranh vì sao? Vẫn chẳng phải vì dầu quả. Nước quý vị có tiền, vì sao không mua dầu mà phải tốn kém quân phí nhiều ngân ấy? Quân phí nhiều ngân ấy để chiếm lãnh địa phương đó. Điều gì cũng chẳng đạt được, chẳng biết phải tốn kém hơn món tiền bỏ ra mua dầu, chẳng biết bao nhiêu lần. Lại còn chút lấy tiếng xấu, còn chút cả đóng phiền phức. Phiền phức gì vậy? chiến tranh khủng bố tôi còn bảo đồng học truy tìm trên internet tìm được một tin nhưng không lưu ý là mỗi năm nước mỹ tiêu tốn cho cuộc chiến tranh chống khủng bố vượt xa chi phí do hai cuộc thế chiến lần thứ nhất và lần thứ hai gộp lại kinh khủng quá. chẳng phải là chính mình chút lấy phiền phức ư Tôi hy vọng các đồng học tìm trên Internet tin này. Hạ tải xuống để tôi xem kỹ lưỡng hơn. Họ học Phật thì tốt hơn, nhưng chẳng học Phật. Học Phật bạn hiểu rõ. Muốn gì có nấy. Nhưng chẳng tạo tội nghiệp. Do vậy, đối với cầu trong Phật Pháp, xưa kia chương gia đại sư đã dạy tôi có đạo lý có lý luận có phương pháp đúng lý đúng pháp có cầu ác ứng chẳng có gì là mê tín trong ý cần gì phải tạo tội nghiệp tạo tội nghiệp chỉ khiến đức bị khuyết chỉ khiến cho của cải trí huệ sức khỏe và tuổi thọ trong mạng của quý vị bị giảm xuống chẳng thể tăng lên. Vì thế giáo huấn của Thánh Hiền có giá trị. Có chỗ hữu dụng. Chẳng thể không tìm lại. Không chỉ phải tìm lại, mà còn phải đích thân dốc sức hành, phá quy rộng lớn tịnh ảnh sư đã giải thích công đức như sau công vì công năng chư hạnh giai hữu lợi ích chi công cố danh di công chư hạnh tư tưởng kiến giải ngôn ngữ hành vi được gọi là chư hạnh. Chúng đều có công năng lợi ích. Nếu chúng tùy thuận tánh đức, đó là công. Trái phạm tánh đức thì tạo nghiệp. Như vậy là có tội. Theo bước thánh hiền. Cổ Thánh Tiên Hiền Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền của các tôn giáo Tây Phương Đều là công Vi phạm giáo quấn của Thánh Hiền Là tội thử công thị thiện hành gia đức chúng tôi đổi một chữ trong câu này cho mọi người dễ hiểu tức là thiện hành nhân gia chi đức thiện hành gia đức có nghĩa như vậy đức ấy cũng đạt được quý vị có được của cải Thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu Cố danh công đức Cách giải thích chữ công đức này cũng rất hay Đức thể danh Pháp Đức ấy do đâu mà có? Do Pháp Tức là an trụ trong hết thảy các Pháp công đức lại phải giải thích chữ Pháp này Phật dân Đạt Ma Đạt Ma là tiếng Ấn Độ Tiếng Phạn là Đạt Ma Người qua dịch là Pháp Thông ư nhất thiết Đây là danh từ chung Để chỉ hết thảy dạng sự dạng vật vô luận tiểu giả đại giả hữu hình giả vô hình giả chân thật giả hư vọng giả thị sự vật giả thị đạo lý giả nói ngắn gọn dùng một chữ để xưng hô lập pháp đó là cách xưng hô theo đối pháp trong toàn thể vũ trụ trong giáo Pháp Đại Thừa thường dùng sáu chữ để bao gồm toàn bộ hết thảy mọi sự trong vũ trụ. Sáu chữ là tánh tướng. Trong triết học gọi tánh là bản thể của vũ trụ. Tướng là hiện tượng. Kinh Phật dùng danh từ này. Triết học hiện thời cũng dùng danh từ này. Thứ hai là lý sự. Lý là lý luận. Sự là tất cả hết thể tạo tác, biến hóa. Sách Hoàng Nguyên Quán nói, xuất sanh vô tận, đó là sự. nó biến hóa y báo và chánh báo trang nghiêm trong người pháp giới đều thuộc về sự tự tánh thanh tịnh viên minh thể là lý do vậy lý là thể sự là tướng đặc biệt coi trọng sự biến hóa hai chữ sau đó là nhân quả tánh tướng lý sự nhân quả đã bao gồm trọn hết toàn thể vũ trụ chẳng sót một pháp nào phật pháp thường nói như thế duy thức luận viết nêu kinh luận để giải thích danh tướng này pháp vị quỷ trì quỷ vị quỷ phạm khả sanh vật giải Quỷ là đường lối Khuôn khổ Có thể khiến cho chúng sanh khởi lên kiến giải Quỷ là quỷ đạo Cũng là trật tự Như ta nói trong hiện thời Trong toàn thể vũ trụ Quý vị thấy tinh hệ ngân hà Chúng ta nói tới ngân hà những tinh cầu ấy vận hành trong vũ trụ đều có quỹ đạo Tuy rất nhiều cũng là vô số vô lượng Nhưng chúng có trật tự nhất định Chẳng xảy ra gia chạm Điều đó gọi là quỷ Vì thế nay chúng ta gọi là pháp tắc thiên nhiên Trên địa cầu có rất nhiều sinh vật những sinh vật cùng tồn tại sinh trưởng trên địa cầu Có liên quan với nhau Do liên quan lẫn nhau Mới tạo thành Cân bằng sinh thái trên địa cầu Địa cầu phát triển tốt đẹp quý vị chứ nên phá hoại nếu có người tùy thuận thiên nhiên sẽ thuận lợi nhất phá hoại thiên nhiên tai nạn sẽ xảy đến chúng tôi nêu một thí dụ rõ rệt nhất cha mẹ sinh ra chúng ta có thân thể này đó là tự nhiên Chúng ta tùy thuận tự nhiên Khéo yêu thương thân thể này Quý vị sẽ cả đời khỏe mạnh, hạnh phúc Nếu quý vị chẳng ưa thích nó Muốn đến thẩm mỹ viện Biến đổi khuôn mặt tự nhiên Thành dáng giả như quý vị tưởng tượng Có thể hay không? Có thể chứ Sau khi đi thẩm mỹ viện Thỏa ý đại khái được mấy năm Quý vị phải khổ cả đời Đau khổ cả đời Nỗi khổ ấy do chính quý vị chuốc lấy Ở Úc Châu học viện Có một nữ cư sĩ làm công quả Thổi trẻ đi sửa mũi Sống mũi được nâng cao hơn Sau lúc 40 tuổi Đau khổ không chịu nổi mỗi ngày phải chịu tội. gặp tôi kể chuyện ấy, tôi nói bà đã phá hoại cân bằng sinh thái tự nhiên, nên hiện thời phải chịu tai nạn này. Khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người đã hiểu sai lời cổ nhân. Nhân định thắng thiên. Hiện thời người ta hiểu câu ấy nghĩa là gì? Con người nhất định có thể thắng thiên. Tức là chiến thắng tự nhiên Trật lất rồi Trước đây người ta nói Nhân định thắng thiên Nghĩa là con người phải định Nói về tu thiền định Có thiền định rất sâu Định sanh trí huệ Năng lực ấy có thể thắng thiên Có ý nghĩa như vậy Này tâm quý vị dao động Hời hợt Học được một chút khoa học kỹ thuật liền nghĩ mình dạng năng Có thể thắng thiên hay không? Quý vị thấy hiện thời quý vị thay đổi sinh thái tự nhiên Khiến cho địa cầu tức giận, nổi nóng Nó phải trả thù Nó lay động nhẹ nhẹ Những cao ốc dinh thự bèn sụp đổ hoàn toàn Quý vị có đấu lại nó hay không? Cổ nhân nói chẳng sai Nhưng hiện thời rất nhiều ý nghĩa đã bị dặn vẹo, Hiểu lệch lạc mất rồi Bởi lẽ đối với tự nhiên Cổ nhân kính trời, kính quỷ thần Kính quỷ thần Khổng phu tử cũng chẳng phải là ngoại lệ Kính quỷ thần nhi diễn chi Diễn chi là gì? Chẳng để cho quỷ thần thao túng Thật ra điều ấy tương ứng với mười đại nguyện dương Lễ kính chư Phật Kể cả trời, đất, quỷ thần Bao gồm núi sông, đại địa Không gì chẳng kính quỷ thần cung cấp tin tức thiện chúng ta có thể tiếp nhận nếu là bất thiện vi phạm pháp tác thiên nhiên chúng ta chẳng cần phải tiếp nhận nó tương ứng với pháp tác của thiên nhiên thì chúng ta có thể tiếp nhận chấp nhận Trong trời đất, quỷ thần có kẻ thiện lương, chẳng phải là không có. Nhưng kẻ bất thiện cũng chẳng ít. Chúng ta chớ nên không biết. Nhất định phải dùng định lực. Tâm chớ nên bột chuột, hơi hợt, đừng nên bị xung động bởi cảm tình. Hãy dùng lý trí để xử sự hồng khỏi mắc phải lỗi lầm. Có người hiện thời đi sau tiến bộ khoa học, thật vậy, chúng ta có lỗi với địa cầu. Có lỗi với núi sông đại địa, khai thác bừa bãi, phá hoại tùy tiện, chẳng có một chút tâm cung kính nào. Phật pháp cho chúng ta biết, cây cối hoa cỏ đều có linh tánh. Trong kinh điển Đức Phật bảo chúng ta Cây cối có chiều cao bằng con người Thì cây ấy có thần cây Chẳng phải là cây thành thần Mà là do linh thể dựa vào cây Họ nghĩ cây ấy là nơi cư trụ của họ Nguyên nhân là như vậy đó Vì thế trước kia người xuất gia tu hành trên núi Chặt mấy cây để dựng một túc liều tranh đức phật cho phép nhưng ba ngày trước khi quý vị muốn chặt cây ấy phải cúng tế thần cây tụng kinh hồi hướng cho họ xin phép họ ba ngày sau sẽ chặt cây xin họ dọn nhà đi thông báo loan tin cho họ đâu có giống như trong hiện thời chặt phá cả đống chẳng thèm thông báo quý vị nói xem như vậy thì thần cây có tức giận hay không họ sẽ kiếm chuyện với quý vị đào quặng vừa đủ bèn ngưng chớ nên có tâm tham có tâm tham phiền phức sẽ xảy đến hiện thời đã làm quá lố rồi Quá sức quá lớn Nên núi sông đại địa biến đổi nhiều Rõ rệt lắm Đến tổ cùng Rất có thể toàn thể đại lục sẽ bị chìm xuống đáy biển Trong quá khứ đã từng có chuyện này Các nhà khoa học nói Trên địa cầu khoảng chừng năm vạn năm trước khoa học kỹ thuật cũng khá phát triển à trên thế giới này có nước đại tây à, yes, so... do cũng làm quá lố luân lý đạo đức nhân quả đều chẳng cần đến nữa tin tưởng nhân định thắng thiên à, tùy ý phá hư địa cầu à, 11遍... tùy tiện thay đổi núi sông đại địa Đến nỗi lục địa chìm xuống đáy biển Chỗ hiện thời là Đại Tây Dương Giao thời cổ là Đại Tây Quốc Chuyện này có thật hay không? Hiện nay rất nhiều nhà thám hiểm Đã ngồi tàu ngầm đến đáy biển quan sát Phát hiện thật sự có di tích thành thị dưới đáy biển chứng tỏ chuyện này chẳng giả biên giới của khu vực ấy gần sát nước mỹ và ba tây trong quá khứ địa cầu đã có tấm gương ấy nếu người hiện thời làm quá lố cũng có thể gặp tình trạng này Đối với những chuyện này Phật Pháp đã tiết lộ tin tức Chúng ta phải coi trọng Phật Bồ Tát chẳng nói lời giả Làm người phải theo quy củ Phải tuân thủ giữ vững quỹ đạo của chính mình Phải nêu gương điển hình cho đại chúng Bởi lẽ hết thể các Pháp đều có quỷ phạm Khả sanh dệt giải Chữ vật này chỉ chúng sanh. Khả sanh vật giải nghĩa là khiến cho chúng sanh thấy những hiện tượng ấy sẽ có thể lý giải, biết sự và lý của nó. Nó có thể lý giải sự và lý ấy. Lệ như vô thường. Vô thường là danh tướng. Sử nhân sanh khởi vô thường chi giải danh từ này có thể khiến cho một số người đối với tất cả hết thầy các pháp trong thế gian săn khởi sự lý giải về vô thường biết kinh phật giảng hết thầy các pháp chẳng thật phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng vì sao nó vô thường chẳng thể tồn tại vĩnh hằng biến quá trong từng sát na. Không phải chỉ riêng địa cầu biến quá trong từng sát na, mà khắp Pháp giới hư không giới đều biến quá trong từng sát na. Hiện thời các nhà khoa học đã phát hiện chân tướng sự thật này. Ai chủ trì sự biến hóa trong từng sát na ý, Đức Phật dạy hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng, chủ thể là niệm tức ý niệm. Hiện thời các nhà lượng tử học đã phát hiện chuyện này. Trong kinh Đức Phật giảng đạo lý sâu như vậy, người bình thường rất khó hiểu nếu được lượng tử học chứng minh sẽ rất hữu ích cho phật pháp quả nhiên chứng thực những điều được nói trong kinh giáo đại thừa đều là sự thật đối với phật pháp và sự giáo học của các tôn giáo sẽ khởi tác dụng rất lớn người ta chẳng còn coi tôn giáo là mê tín nữa Giáo dục tôn giáo sẽ có tác dụng rất lớn đối với nhân loại. Thật sự có thể quá giải hết thảy tai nạn. Giúp xã hội khôi phục an định hòa hài. Chúng ta phải khẳng định cổ thánh tiên hiền chẳng phải là vô tri, chẳng phải là mê tín, mà thông minh hơn chúng ta nhiều lắm. Chúng ta thua kém họ rất xa Trì, dị, trụ trì, bất xả từ tướng Nhất thiết chư Pháp, các hữu kỳ tướng Ý nói hết thể các Pháp có thể duy trì trong một khoảng thời gian trên thực tế nó biến hóa trong từng sát na Nhưng biến hóa rất nhỏ yếu Chúng ta nhìn không ra Chẳng hạn như con người biến đổi mỗi ngày Già yếu trong từng sát na Luôn biến hóa Nhưng nếu chỉ vài ngày thì chúng ta không thấy người đó già suy Phải sau một hai năm mới thấy người ấy thật sự biến đổi đôi chút Chẳng đột nhiên biến đổi Mà biến đổi trong từng sát na Hiện tượng này được gọi là trì hay bảo trì. À. Tiếp đó sách viết An trụ nhất thiết Hội sở thuyết An trụ giả Bất động nghĩa bất động ở đây chẳng phải là thật sự bất động đức thành bất thoái cố viết an trụ câu này nói rất hay vô đức bất cụ vô dân nhất thiết ý nghĩa này cũng vô cùng hay Tu đức có thành tựu. A lại gia gần với chân tâm. Đó là hiện tượng trong bốn thánh pháp giới. Chưa thật sự chuyển thức thành trí, nhưng có thể tuân thủ giáo huấn của thánh hiền nghiêm túc giữ gìn giáo huấn của thánh hiền người ấy có đức này thể của đức ấy là tánh đức tu đức tương ứng với tánh đức do vậy tuy là vô thường Tốc độ biến đổi của nó thông thả. Hiện tại, khoa học đã tăng nhanh tốc độ vô thường. Giáo quân của Thánh Nhân khiến vô thường chậm lại. Quý vị thấy hai thứ hiệu quả khác nhau. Vì thế, giáo quân của Thánh Hiền đem lại an trụ, bình an, hòa hài. Khoa học đem lại động loạn cho xã hội Hiện thời mỗi cá nhân chúng ta đều biết Nói điều này Nhưng mỗi cá nhân đều chẳng cam lòng Chẳng bằng lòng Nhưng chẳng làm sao được đều mong làm sao để khôi phục sự bình thường đó là đại sự nhưng nếu ý niệm của mọi người đều khôi phục bình thường sẽ chẳng khó nhất định phải cậy vào giáo huấn của thánh hiền hôm nay đã hết thời gian rồi chúng ta học tập tới chỗ này nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật